Thật sự là tính tới thời điểm hiện tại luôn, em chưa bao giờ come out với bên gia đình đó em. Trải nghiệm thử khi mà quen gái nó sẽ như thế nào, nhưng mà không được. Rồi làm sao mà hai bọn em gặp được nhau? Bán hàng chung á anh. Bán hàng chung tức là một ngày đó là em có tìm hiểu của bạn kia. Tức là đang tìm hiểu thôi chứ không phải là quen. Bạn đó, cái rủ bạn Tân Thiên đi xem phim. Thì trong gặp phim thì cũng có nhìn qua, liếc mắt nhìn qua. Chứ không có ý gì. Không có ý sau, gì mà ra thế này rồi đó hả? Dạ đúng rồi. Sau khi mà đi xem phim về, tối đó thì có ghé một quán cháo ếch. Cái lúc đó là trời mưa, cái Tân Thiên không biết cái vấn đề như thế nào mà bữa đó bạn ấy có nói là không biết bữa nay ngủ ở đâu. Cái em mới giật miệng là hồi dì qua nhà tôi ngủ đi. Biết chột miệng quá nè. Tự nhiên cái em nói gì đó. Rồi cái từ lúc đó là về nói chuyện qua lại, có nhắn tin qua lại. Cái đoạn ngủ trước đã nào. Khi mà... tức là chỉ nói gỡ đầu thôi chứ đâu phải là dễ mà ngủ liền anh. Chưa. Có cái giá của em chứ. Tức là bữa đó là lần đầu tiên gặp bạn thì em lúc đó ốm hơn bây giờ trai lắm, nhưng mà kiểu là bạn đang tìm hiểu với cái bạn kia cũng là bạn thân của em nữa nên em không thể nào em tiến được xa hơn, nên là rồi sau đó bạn có rủ em về nhà ngủ, nhưng mà em về nhà của em đêm đó về nhà của em. Nhưng mà khi mà em nghe Mi rủ em về nhà ngủ á, trong đầu em có suy nghĩ gì không? Chắc em khoái. Khoái. Một hai tháng sau được bạn cũng có nhắn tin với em để làm quen với em. Tin nhắn đầu tiên bạn nhắn cho em là cái gì? Lúc đó là bạn đi lên thành phố làm việc thì bạn có nhắn tin và tâm sự với em thôi, thì lúc đó là tin nhắn đầu tiên của em, tâm sự kiểu là về công việc thôi, và bạn lên thành phố làm việc này kia, thì lúc đó là kiểu mình thích mà, nên là bạn nghe bạn đi thì mình cũng buồn. Là hai em sau đấy là tìm hiểu nhau mà ở xa nhau, chỉ là nhắn tin thời gian đó và kết thúc câu chuyện cái đó luôn. Bạn chỉ nói là bạn lên thành phố thôi và lúc đó chưa tìm hiểu luôn, đến khi mà cách đó em nghĩ cũng tầm khoảng là một tháng sau, hai tháng sau thì bạn mới nhắn tin và em với bạn mới bắt đầu tìm hiểu nhau. Cho anh hỏi Mi là cái câu chuyện tìm hiểu giữa em với lại bạn thân của Thiên đó, là nó không đi tới đâu hết. Đúng rồi, tức là em chỉ là mặc định trong đầu là em tìm hiểu thôi. Tìm hiểu thì ai được thì mình quen thôi, chứ không phải là nhất thiết là khi mình tìm hiểu rồi là bắt buộc phải quen người đó. Tức là tìm hiểu là từ tính cách, người cuộc sống, mối quan hệ của bạn đó. Nếu mà được thì mình tiến tới, còn không được thì mình dừng lại. Vậy hôm cho anh hỏi là bây giờ Thiên với bạn kia còn thân với nhau không? Kiểu là bạn kia là cấp trên của em, bán nhà hàng. Sau đó là bây giờ thì kiểu là cũng không có gì, nhưng mà không có nói chuyện với nhau nữa. Khó đúng không? Đúng rồi. Ở trong một cái mối quan hệ nó hơi nhạy cảm, không biết ai đúng ai sai nhưng mà nó nhạy cảm. Lúc mà em quen Mi á, là thời gian đầu em bị drama kéo đến rất là nhiều. Kiểu là anh tất cả các bạn bán hàng chung với em đều quay lưng với em á. Và kiểu là khi mà mình đi chung với Mi có bạn kia luôn thì tất cả mọi người điều nói là thằng anh quen người con em quen luôn, kiểu vậy đó. Thì mình rất là ngại vấn đề đó. Nhưng mà sau này thì em thấy ai nói thì nói, đó là tình yêu của mình mà. Miễn mình hiểu là được. Tình yêu của mình mà, giải thích người ta đâu có hiểu đúng không? Tình yêu là chuyện hai người thôi. Rồi sau đấy bọn em chính thức tìm hiểu nhau. Là lúc đấy bọn em vẫn ở xa nhau hay sao nhỉ? Thì lần đó em có đi Vũng Tàu và em về là em có phẫu thuật, trải qua một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Thì lần đầu tiên là hai đứa gặp nhau và quen nhau trong ngày hôm đó luôn. Trước ngày bạn Tân Thiên đi sửa mũi thì quen trước đó một ngày. Là sau ngày quen đó là tức là bạn ấy đi sửa mũi luôn. Là em mới quen xong là phải đi chăm bệnh luôn đó. Không, nếu mà nó chăm bệnh thì không có chăm. Chỉ là sau ngày đó một tuần cái em có lại thăm một lần thôi. Tại vì em làm ở trên nhà của người cô cũng khó, nếu mà đi ngoài đường thì mới khó một xíu. Rồi bọn em chính thức quen nhau đến bây giờ là được bao lâu rồi? Tụi em quen nhau tháng 12 thì bây giờ là tháng 7 đúng không? Là 1 năm 7 tháng rồi. 1 năm 7 tháng hả? Rồi ai là người chủ động mở lời bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc? Em. Em nói với Thiên như nào? Em nhắn tin qua anh nói là hôm nay là ngày 7 tháng 12, Dân Mi chính thức quen Tân Thiên. Rồi sau khi mà bọn em chính thức quen nhau rồi thì hai bên gia đình có biết không? Nếu mà biết thì bên gia đình của bạn Tân Thiên biết trước. Tại vì trước đó em đã có trải qua một mối tình và mẹ em cũng biết. Kiểu là mẹ em là người rất là tâm lý trong chuyện cái giới của em. Nên là khi mà em chia tay bạn người cũ là mẹ em là người nhắn tin năn nỉ bạn đó giùm em luôn mà. Nên là mẹ em hiểu rất là tâm lý về việc này. Là mẹ em năn nỉ bạn đi quay lại vì thấy em buồn hả? Đúng rồi, tức là mẹ thấy em buồn nên là mẹ có điện thoại và năn nỉ bạn đó cho em luôn á. Nhưng mà kết thúc, mẹ em chỉ nói một câu em nhớ là mẹ nói là đó là tình yêu của nó mà sao, tại sao phải sống thay nó. Kiểu là mẹ cho em sống thật với con người của em luôn. Ngay từ lúc mà em nhỏ luôn là mẹ đã nói vậy rồi.
Là em không phải tốn thời gian để come out hay là em cũng không quá khó khăn đúng không? Đúng rồi, hồi nhỏ thì kiểu là mẹ cũng không chấp nhận về việc đó. Chắc chắn ai làm cha mẹ cũng sẽ hiểu về cảm giác đó. Nhưng mà em nghĩ là làm mẹ mà chắc chắn là mẹ mình sẽ là người biết mình giới tính đó đầu tiên. Với lại mẹ em, anh cảm giác là quá thương em đi. Rồi khi mà mẹ biết em quen với My, ý kiến của mẹ như thế nào? Tức là mẹ cũng nói chuyện với cái bạn mà My tìm hiểu. Hiểu thì bạn nó cũng có kể với mẹ là ừ, có này có kia. Mẹ hỏi rất là cụ thể, bạn nó kể hết luôn. Thì em không biết có sự thật hay không, thì tí nữa My đính chính. Lúc mẹ em quen My là mẹ kiểu là mẹ bất ngờ luôn á. Nhưng mà mẹ cũng không có ý kiến gì hết. Mẹ chỉ nói là ừ, tại vì em yêu thì em yêu thôi, mẹ không nói gì hết. Khi mà gia đình của Thiên biết em thì em có phải giải trình điều gì không? Khi mà ngày đầu tiên về nhà của Tân Thiên á, thì em mới đính chính là thật sự là không có. Tại vì cái nào có thì nó có, cái nào không thì nó không. Chứ đó, chính vì cái điều đó mà em thấy rất là lừa bực bạn kia đâu. Và ngày hôm đó em nhắn tin, nói chung là hơi nặng lời với bạn kia. Rồi sau khi mà gia đình của Thiên biết rồi thì khi nào gia đình của My biết? Thật sự là tính tới thời điểm hiện tại luôn, em chưa bao giờ come out với bên gia đình đó em. Đến bây giờ em vẫn chưa bao giờ come out với bố mẹ. Vậy là có nghĩa là Thiên dụ em lên đây ngồi? Dạ không, tức là tính thời điểm hiện tại em ngồi đây là gia đình nội ngoại hai bên biết hết rồi. Nhưng mà em rồi, chưa có một lần nói là à, con với lại Tân Thiên quen nhau, con là LGBT hoặc là con là trong cộng đồng gì hết đó. Tức là cha mẹ tự biết bên nội ngoại. Nhưng mà khi mà sau này khi bố mẹ biết rồi á, thì phản ứng có còn nặng nề nhiều không? Hầu như là mẹ My cũng thương em. Tức là em vào nhà chơi bình thường, mẹ My nấu đồ ăn bình thường, ba My bình thường, tất cả đều bình thường. Kiểu là em không biết làm sao, nhưng mà kiểu là em quen hai người trong cuộc đời của em đến hiện tại, hai người. Và hai người đó em đều giúp họ come out thành công với gia đình luôn á. Tức là bạn trước của em vẫn quen nhiều người và cũng không cho. Tới My cũng vậy, em là người giúp họ come out. Nếu vậy thì anh nghĩ là do bố mẹ của em không phải là không muốn em nằm ở trong cộng đồng á, nhưng mà họ có một cái nỗi lo là không biết em quen phải người như thế nào. Nên khi mà Thiên xuất hiện và giải quyết được cái nỗi lo đó thì tự dưng bố mẹ em cảm thấy yên tâm. Anh nghĩ là như vậy thôi nhá, còn anh không biết là bọn em đã phải trải qua những cái điều gì rồi. Không biết là nó có dễ dàng như Thiên nói hay không. Trong những ngày đầu tiên khi Thiên đến thì bố mẹ của My đã chào đón em như vậy rồi không? Em nhớ lần đầu tiên em đến là em chùm kín mít hết luôn. Em cũng có nghe là bị đánh vậy đó. Thì cái em không dám vô nhà. Sợ cái bàn mọi người nè. Cái em thấy mẹ My, em thấy một đống cô bác, anh chị gì vậy đó. Em đứng ngoài sao em sợ, em nói, em còn nói với mình đó là có đánh một cái là chạy liền nha. Liền ra đây nè. Em còn nói gì đó mà em chùm, em sợ đó. Em còn tư duy là em thì ghét bận đồ ấy đó, em bận chùm hết, em sợ bị đánh bầm người này kia. Em tính sẵn con người em là suy diễn tất cả vậy đó. Rồi cái bữa đó là bình thường, rồi mấy bữa sau vô là nhào vô nhà rồi bình thường luôn. Tới bây giờ. Có bao giờ gia đình của My ngồi lại với em mà nói về những cái nỗi lo của họ không? Chắc em nghĩ là chưa. Tại vì My mới em nghĩ là mới tới cái giai đoạn mà mình mới gia đình mới biết là quen thôi. Và gia đình, em nghĩ là gia đình chắc cũng chưa hiểu về cộng đồng là sẽ tiến xa như thế nào, hay là chưa hiểu rõ 100% á. Là việc của họ là cái việc của cha mẹ My nghĩ, em nghĩ thôi là nó quen thôi, kiểu là chỉ là tới mức quen đó thôi, và đến một ngày nào đó cũng sẽ quay về lấy vợ. Chắc em nghĩ là vậy theo em. Bây giờ nhiều bố mẹ còn vẫn còn cố chấp lắm. Vào rồi khó ra lắm ạ. Đúng. Rất là khó. Mẹ em cũng hay hy vọng là mẹ em với tức là em có một người cha sau nữa. Thì có một lần đó là em nhớ là em mẹ em thì bỏ qua đi, em có comeback với cha sau của em. Một người rất là khó cho quý vị. Có thể là mình có cái máu LGBT hồi nhỏ á, em đi học về á thì em có rớt rất là nhiều người luôn, kiểu là đẹp thôi là mình đã say nắng là mình viết vô tập nha. Hồi đó không có điện thoại đâu, em đi học lớp 11, 12 vẫn không có điện thoại mà. Biết cái gì vào tập thì em viết tên của bạn đó vào tập nè, rồi chế tên tim, thôi á. Viết nè, viết dụ tên bạn đó, chế tim rồi Tân Thiên dụ như vậy đó. Em thấy là, viết là đó. Em viết như thế thôi là em thấy sướng trong người rồi hả? Ôi, em lúc nào gì hết em đứng trên lớp em đợi bạn đó đi qua là em nhưng mà ý là trong lòng của mình thôi, còn ở ngoài là vẫn kiểu nghiêm trang đúng không? Đúng rồi, không hề ai biết hết. Đó thì về cái có kêu em là em có một đứa em nữa kêu ý chạy vô lấy cái cặp da nó ra, thì mình mới để xuống chưa kịp xé trang giấy cho mình rất là run luôn, thì đem ra kiểm, nhưng mà
cũng có khi kiểm thấy, cũng có khi kiểm không thấy. Rồi kiểu là em nghĩ là chắc tình cảm của họ dành cho mình nhiều nên là họ không muốn mình thuộc về giới tính đó. Họ kiểu muốn là em sẽ phải lấy vợ, cũng là sinh con, rồi nói dòng nói dõi kiểu vậy thôi. Kiểu là chứ em nghĩ là ba em thương em theo cái kiểu đó đó. Nên là có nhiều khi ba cũng đánh em về, về cũng có nhiều khi đánh khi mà em biết em thuộc cộng đồng á. Nhưng mà có nói lý do tại sao đánh không? Ví dụ như là, ví dụ thôi là em có sử dụng mỹ phẩm nhỏ thôi, ví dụ như vậy thì những cái đó cũng có thể lôi, cũng có thể là em bị chửi và bị đánh. Còn nhỏ khi mà em biết là những cái chuyện mình làm nó không hề có, không hề sai, nhưng mà em bị cha dượng đánh, có bao giờ em ngồi lại em hỏi bản thân em là tại sao mình lại bị như vậy không? Em là người thuộc dạng là chắc em cũng mẹ có cha dượng nên là em cũng không có nói chuyện với mẹ nhiều và chia sẻ nhiều vấn đề á, kiểu là mẹ chỉ là người hiểu thôi và mình sẽ không phải là người giải thích. Có đôi khi em mặc định trong đầu em khi mà em đủ tư duy á, khi mà em đủ vào cấp 3 rồi, em mặc định là mình sẽ phải thành công nhất định, mình phải kiếm được tiền và mình sẽ phải chứng minh cho ba mẹ thấy là mình có ích cho xã hội. Giống như hồi đó có một câu mẹ nói với em là biết rằng là mẹ hiểu á, nhưng mà mẹ nói là mày là vậy đó, mày không có giống như cái thằng kế bên nhà, nó đi giác mướn ngoài kia nó được 6 triệu một tháng, nó về nó lo cho bà Út đó, ví dụ mẹ nói vậy. Em chứng minh cho mẹ thấy là qua thời gian thôi, và vừa kết thúc đại học là em có thể kiếm được rất là nhiều tiền cho mẹ thấy là em đã thành công. Bây giờ mẹ em tự hào nói là tại vì nó không vậy đó nên là nó linh hoạt nên nó kiếm được nhiều tiền, mẹ tự hào vì điều đó của em. Thật ra thì cái việc lo được cho mình và cho những người xung quanh đó, nó là một cái kiểm chứng rất là tốt dành cho những người trong cộng đồng nha. Anh thấy là mọi người cứ hô hào hay là cứ phải cố gắng nói bằng lời á, nó không có giá trị bằng cái việc mình bỏ sức lao động ra, mình xây dựng nên kinh tế, nền tảng cho gia đình. Thì tự dưng gia đình sẽ thấy cái tiếng nói của mình nó đáng được tôn trọng thôi ạ. Và anh cảm thấy Thiên có một cái nội lực lớn hơn so với cái ngoại hình của em. Có ai nói như thế chưa? Có nghĩa là họ nhìn cái ngoại hình của em á, thì có vẻ hơi trẻ con, nhưng mà cái nội lực của em thì nhiều. Em cứng rắn hơn những gì mà em thể hiện ra. Có ai nói với em như vậy chưa? Em tự cảm nhận là thường là kiểu là mình yếu đuối cái gì thì bên ngoài mình sẽ thể hiện là mình mạnh mẽ cái đó thôi. Đôi khi ban đêm mình vẫn yếu đuối một khóc xíu thầm. Đúng rồi, mi vẫn không thấy những điều đó nha. Ví dụ mình áp lực công việc hay là áp lực gia đình gì đó. Nhưng tại sao em không để cho mi thấy những điều đó? Em nghĩ là em là người không muốn ảnh hưởng tới người khác á. Nhưng mà khi mà đôi khi nhá, anh không biết, nếu như anh ở trong mối quan hệ mà người ta buồn anh không biết á, anh cảm giác là anh bị thừa thãi á, anh không có đủ trách nhiệm cho cái người đối phương của mình. Đôi khi vui hay buồn mình đều phải chia sẻ với nhau để họ biết được là họ có trách nhiệm san sẻ cái nỗi buồn đó với em. Anh biết mi có thấy vậy không? Tức là những lúc mà bạn ấy khóc, thực sự là chưa giờ bạn ấy nói, chưa giờ bạn ấy nói, tức là em không hề biết. Chưa hề nói, đến thời điểm hiện tại là bạn ấy nói em mới biết. Rồi nếu như em biết là bạn ấy khóc mà em không thể chia sẻ được á, thì cảm giác của em như thế nào? Nếu mà bạn ấy khóc, nếu mà em biết nha, là không đến nỗi đâu. Không đến nỗi là phải phải buồn đến khóc nhiều như vậy. Em có thể chia sẻ được đúng không? Đúng rồi, em có thể chia sẻ được mà. Buồn thì cứ khóc đi em. Mà nếu mình đã có một đôi với nhau rồi á, mình đã có một người đồng hành rồi, thì anh nghĩ là tất cả mọi thứ đều có thể chia sẻ được. Rồi ok, quay lại nụ hôn đầu tiên của hai bạn đi. Là sau khi sửa mũi có hôn nhau được liền không em? Em còn nhớ là lần đó là My chở em đi chơi, là lần đầu tiên là, tức là My về Kiên Giang luôn, tức là My về quê luôn. Và hai đứa là ở gần nhau rồi đó, không còn yêu xa nữa. Thì hai đứa em có đi chơi đêm, thì là em vẫn còn đeo một cái nẹp đúng luôn. My dụ cho đến thật là khuya luôn, xong rồi em thì không về nhà được, tại vì khuya rồi về sợ mất công bị la nữa, nên là em cũng dụ về nhà lần nữa đúng không? Rủ về nhà, rồi sau đó là nói là rủ về nhà, nói là thôi về đi, về nhà đi có ông nội thôi. Sau đó tự nhiên cái 5 phút sau không biết suy nghĩ sao lại nói là đi khách sạn. Ông nội la đó, thôi đi khách sạn đi. Ôi cha ơi. Rồi sao lần này còn giữ giá không nào Thiên ơi? Trắng là hồng mà. sướng. Nhưng mà vấn đề là anh để ý những cái người mà mới chỉnh xong á, họ sẽ rất là sợ động. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Thì khi cái nụ hôn đầu tiên của hai bạn nó ổn không? Hay là vẫn phải bảo vệ? Chứ em nghĩ là đêm đó là em bảo vệ hoàn toàn. Tại vì em
Tại vì em cũng có, tức là mình cũng sẽ tìm hiểu mà. À, mình sẽ khi mà mình vậy được không? Đó là nó sẽ bị nghiêng đó. Em có nhắn tin hỏi bác sĩ luôn mà. Sau đó là em không. Em sẽ đem ra em giữ á. Em giữ nhưng mà Mi có làm không? Ủa. Rồi sao cưới? Bạn ấy giữ thì giữ với em làm. Rồi em thấy làm sao Thiên? Ổn không? Anh phải hỏi cái người không làm. Ổn không em? Êm không? Quá ổn. Trời ơi, quá dễ thương đúng không? Rồi à, làm một mình có thấy mệt không em? Không. Không? Ok. Ok. Okay. À, anh cảm giác khi mà cái chuyện come out của hai bạn nó trộm vía dễ dàng là do hai bạn có một cái năng lượng rất là dễ thương đó. Khi mà mình đưa cái hình ảnh của mình ra với xã hội thì cái sự đáng yêu á, nó là một cái điểm cộng rất lớn nha. Anh không nói bản đến đẹp hay xấu, nhưng mà cái năng lượng tích cực á, nó làm cho xã hội hay là gia đình có thể chấp nhận được mình tốt hay không. Thì cái đấy hai bạn có rất là nhiều. Rồi trong quá trình quen nhau cũng dài rồi, 1 năm 7 tháng nha, thì có nhiều mâu thuẫn xảy ra không? Mâu thuẫn em nghĩ là nhiều. Có đúng không? Tại vì hai bạn đều còn rất là trẻ. Thường là người ta sẽ trải một cái giai đoạn là tìm hiểu, sau đó mới yêu, yêu sau đó mới về sống chung. Nhưng mà em vừa quen là My về sống chung với gia đình em luôn. Là hai đứa sống chung, tức là cũng có mâu thuẫn với gia đình nè. Chắc chắn, tại vì một người xa lạ vào thì chắc chắn sẽ có một số mâu thuẫn nhất. Cả hai bạn có bao giờ quen con gái chưa? Có, hồi năm lớp 9 em có quen một bạn nữ. Chỉ cũng đang tìm hiểu, cũng tìm hiểu thôi. Đó là mình muốn trải nghiệm thử khi mà quen gái nó sẽ như thế nào. Nhưng mà không được. Nhưng mà tại sao em thấy không ổn á? Có nghĩa là cả hai có cái sự ví dụ động chạm, ví dụ cầm tay hay là ôm eo gì chưa, và mình nhận ra là nó không ổn, hay là chỉ nói chuyện thôi em đã feel là nó không ổn rồi? Bạn nữ là ở trong lớp, tức là bạn nữ đó, bạn ấy thích em, khi mà em lúc đó là còn ốm, tóc đã hai mái, đi vào học là vuốt lên như nè, đó là bạn ấy thích. Nói bạn ấy về nhắn tin có tìm hiểu thì em cũng ok. Rồi khi mà tìm hiểu được bạn đó được tầm vài ngày, 3-4 ngày gì đấy, bạn nam kia nhắn tin quen lại. Cái bạn mà bị gia đình ngăn cản đó. Ừ. Rồi quen lại nữa. Rồi lại quay rồi, về với em bạn quen kia. Với bạn kia và cái bạn nữ thì không. Thấy chưa, đã vào rồi không có ra được đâu. Vậy là ngắn ngủ thôi đúng không, là người bạn nữ duy nhất em tìm hiểu đúng không? Còn Tiên à, em nhớ một lần là mẹ gả em cho dưới ruộng, cho mỗi bạn nữ. Bạn nó gửi hình nữa, nó qua cho em coi nữa. Xong cái bạn đó hỏi là bạn có người yêu chưa? Nó nói là em đang thích nam mà. Em gửi hình bạn nam kêu qua luôn. Em gửi qua cho nó nói người yêu tao nè. Má đưa cho mẹ em xem. Mẹ em qua mẹ em nói xạo. Mẹ nói xạo, mẹ cũng giỡn thôi chứ mẹ em có gì. Là gì đó là, tức là mẹ kêu quen gái đi gả dưới ruộng đi. Em nhớ là có một lần nhất đó. Rồi cho anh hỏi là trong quá trình mình ở với nhau rồi thì mình có phát hiện ra tật xấu gì của nhau nhiều không? My á, tật xấu gì hả? Kiểu là My chỉ là hay quạo thôi, dễ quạo á. Với lại ngáy lớn lắm. Vậy chỉ thấy đúng vấn đề. Thế thôi, thế thì chắc My phải nói nhiều rồi đấy. À, bạn Tân Thiên có một cái là giận vô cớ. À, bạn ấy giận rồi hỏi lý do là gì? Là không biết, nhưng muốn giận gì đó. Thấy em giận ngược lại, chứ sao vậy? Kiểu là mình giận xong mình kiểu là đôi khi mình nũng nịu, mình giận xong rồi mình cần là một người sao vậy, kiểu vậy là mình hết giận ngay. Mình giận cái nó giận ngược lại mình luôn. Còn gì nữa không? Nghĩ là không hết nữa, có hai thế nữa. Thôi vậy là hai bạn tương đối hòa hợp với nhau về tất cả mọi thứ. Vậy mình có muốn thay đổi điều gì ở đối phương không để mối quan hệ của mình tốt hơn, hay là muốn nói một điều gì đó để nó tốt hơn đúng không? Dù mình có hơi say nắng hay là mình đạt hướng một xíu, nhưng mà em nghĩ là bản thân em, trong lòng em á, em luôn nghĩ là em rất là sợ My bỏ, tại vì em rất là sợ kết thúc mối tình này. Vì bản thân em là một người thiếu sự che chở rất là nhiều, nên là em có quen vài bạn trước và tìm hiểu nữa thì nó không có chắc chắn và nó không tin tưởng như này. Nên là em rất là trân trọng mối quan hệ này, nên khi em có đạt hứa thì nên bẻ em lại thôi. Chứ em nghĩ là bản thân em sẽ không quẹo cua luôn đâu. Em nghĩ là đó là thật lòng em nói vậy đó. Rồi My có muốn điều gì nói với Thiên không? Em muốn nói là bớt cái tính giận vô cớ rồi thôi. Cái vấn đề đó là em chọc điên em á. Rồi dự định của tương lai của hai bạn á, có điều gì không? Em nghĩ là mình sẽ phải kiếm nhiều tiền để mình tổ chức một cái lễ. Em và em cũng muốn là đánh dấu là cuối cùng mình qua đó tìm thấy một cái nơi vững chắc nhất trong cuộc đời này của mình. Anh hy vọng là em sẽ tìm được một cái bến đỗ. Đầu tiên là bình yên, sau đấy sẽ là hạnh phúc. Và anh mong là thì mưa nào mà không tạnh đúng không? Nên
anh nghĩ là những ngày sắp tới sẽ là những ngày ấm áp của em, của cả hai bọn em. Và cảm ơn bọn em đã đến với chương trình ngày hôm nay.